Đại chúng có khỏe không? Đại chúng, đây là một buổi chiều mà cũng là không có dự trù là sẽ có nói chuyện gì hết. Như khi quý vị biết Pháp Hòa về đây thăm đại chúng, và một số quý vị đã cố gắng dành thời gian quý báu chiều hôm nay sau giờ đi làm về thì đến đây để thăm Pháp Hòa, cũng như là chúng ta có cơ hội được trò chuyện với nhau. Thì trước hết thì Pháp Hòa xin được giới thiệu với đại chúng, bên trái Pháp Hòa đây là thầy Thích Minh Nhật. Và thầy mới vừa từ ở Santana lên trên Fallbrook, phải không thầy? Và để lập đạo tràng ở trên đó. Cảnh trí trên đó rất là đẹp. Pháp Hòa mới lên thăm hồi sáng, cũng có nói chuyện với quý Phật tử trên đó rồi. Thì có dịp quý vị lên thăm đạo tràng chùa Quan Âm ở Fallbrook cách đây khoảng chừng mới 45 phút. Và bên phải Pháp Hòa đây là sư cô Ni sư Thích Nữ Như Đức, và sư ở chùa Viên Đức ở San Diego đây, và gần Như Lai Thiền Tự đó. Cái gì quý vị cũng có dịp thì cũng lên thăm. Kế bên là sư cô Hương Hương Từ Niệm, thuộc chùa Vạn Phước ở gần đây, Miramisa, cách đây khoảng chừng 10-15 phút vậy đó. Thì hôm nay ba vị cũng hay tin Pháp Hòa đến đây rồi, quý thầy quý cô cũng đổ đường đến xuống thăm. Đối với thầy Minh Nhật thì Pháp Hòa biết rất là lâu năm, và anh em hồi nãy thầy mới đem ra cái hình mà chụp cách đây khoảng gần 20 năm trước. Năm đó có cái khóa tu Tăng Ni ở bên Bắc Cali á, thì lúc đó tổ chức khóa tu ở trên tu viện Kim Sơn. Thì lúc đó là miền Bắc Cali bị cháy rừng, mà cái khóa tu Tăng Ni đó là hơn 200 vị, và được sư ông Làng Mai, tức là sư ông Thích Nhất Hạnh hướng dẫn. Thì khóa tu đang trong thời gian tu vậy thì cháy rừng lan tới, và họ thông báo là sắp tới, sắp cháy tới tu viện Kim Sơn, cho nên phải giải tán hết tất cả mọi người xuống chùa Đức Viên. Nhưng mà quý vị biết rất là màu nhiệm, lửa tới gần mí cái chỗ Kim Sơn thôi là lan đi, coi như là hướng về chỗ khác. Thì thành thử ra lúc đó là Tăng Ni kéo lên ngược trở lại. Thì không vào với thầy, những lúc đó các thầy trẻ đông lắm nha. Và tới bây giờ thì một số còn sống, một số thì đã trở về thế gian, và số còn tu. Và mỗi người bây giờ đang có nhiều cái công việc Phật sự phải lo, coi như là mỗi người mỗi hướng vậy đó. Thì hôm nay kế đến là Ni sư Như Đức, sư cũng về đây trụ ở đây cũng mấy năm rồi, thì lập đạo tràng ở đây. Thì sư cũng hay qua lại bên tu viện Huyền Quang ở Dallas để phụ giúp cho Hòa Thượng Viện Chủ bên đó, hướng dẫn cho quý Phật tử trong thời gian tu viện Huyền Quang thiếu người. Thì có sư cô Hương Từ Niệm đây, là hồi xưa là cô Diệu Diệu Cầm vậy hả, Quảng Diệu Tấn hả, Hương Từ Niệm. Pháp Hòa biết cô hồi cô còn là cư sĩ nữa. Lúc đó Pháp Hòa đến giảng ở Vạn Phước á, có ai nhớ không? Sau này cô đi xuất gia rồi thì bây giờ cũng ở đó. Thì nói chung là làm người xuất gia hay là người tại gia gì đó, chúng ta đều là một chữ thôi, là Phật tử. Phật tử không có phân biệt là sau này mình gọi, à đây là Phật tử nè, đây là Tăng Ni. Thật ra mình gọi như vậy để biết đây là Phật tử tại gia, còn đây là Phật tử xuất gia. Chứ cái danh từ Phật tử không phải để dành riêng cho các vị, mà Phật tử là danh từ chung để chỉ cho các hàng đệ tử của Phật. Và còn nếu mà chúng ta, nếu mà nói là chúng quý vị có phải là tu sĩ không? Phải. Tu sĩ là người tu, phải không? Tu sĩ là người tu. Thật ra nhiều khi mình nghĩ tu sĩ á, theo cái nghĩa thường mình hiểu là gì? Là dành cho các vị xuất gia, các vị đã rời thế tục. Nói nôm na là vậy ha. Còn cư sĩ là những người đã
ở trong đời, nhưng mà thật sự ra chúng ta cũng đều là tu sĩ hết. Còn nếu muốn phân biệt á, quý vị là cư sĩ, còn đây là xuất sĩ. Xuất sĩ là những người đã xuất gia ly tục, còn mình là những người tu sĩ, nhưng mà tu sĩ còn tại gia, rồi tại gia tu sĩ, cư sĩ hay là xuất sĩ. Chứ còn Phật tử và tu sĩ là danh từ chung để cho tất cả những người con Phật chúng ta. Và cái chính yếu của đạo Phật á, một tín đồ của đạo Phật không phải là chỉ có đức tin. Đúng không? Hôm nay Pháp Hòa đang giảng cái bài kinh đó mà chưa có hết. Có vị họ ngài ngài tu bồ đề, Phật hỏi ngài tu bồ đề đây là ai. Ngài tu bồ đề dẫn các vị đến, các vị cư sĩ ngài tu, thì cái ngài tu bồ đề nó bạch Đức Thế Tôn, đây là những người tín đồ có đức tin nơi Phật pháp. Thì Đức Phật mới định nghĩa thế nào là một tín đồ. Thì bài kinh đó đang giảng ở đây hôm nay, Pháp Hòa muốn nói với đại chúng là Pháp Hòa muốn nhắc lại để cho tất cả chúng ta đừng có quên, chúng ta đều là Phật tử và đều là tu sĩ. Không? Nhưng mà tu sĩ là gì? Là những người muốn tu, muốn chỉnh sửa, chứ không phải chỉ là những tín đồ thuần túy. Thí dụ mình là tín đồ là gì? Là một đồ đệ, một đệ tử có niềm tin. Mà niềm tin này là niềm tin với Tam Bảo, đó là Phật, Pháp, Tăng. Đó là nói gọn đó. Còn nếu nói xa nữa là có niềm tin với giới. Một Phật tử, một tín đồ là đủ bốn thứ tính: tín Phật, tín Pháp, tín Tăng, tín giới. Tín giới là tín gì? Không phải là giới tính. Tín giới là mình có niềm tin vào giới luật. Nếu chúng ta còn giữ được giới luật thì chúng ta vẫn khép mình trong đúng nghĩa của một người tu sĩ của Phật, của đạo Phật. Ví dụ như mình là một Phật tử đến chùa, cư sĩ, một tu sĩ đến chùa. Tu sĩ xuất gia là tu sĩ ở chùa. Còn tu sĩ này là còn tại gia, thỉnh thoảng về chùa. Thì người xuất gia có bổn phận ở trong gia đình đó, cái nhà của Tam Bảo đó, ở trong Tam Bảo đó duy trì. Còn quý vị là hộ trì. Quý vị là hộ trì, là hộ bảo hộ để duy trì phát triển cơ sở đó. Còn các vị xuất gia là những người ở đó và có bổn phận gìn giữ ngôi Tam Bảo đó. Cho nên chúng ta thường gọi các thầy là trụ trì. Thầy trụ trì nghĩa là thầy trụ ở đó và gìn giữ ở đó, thầy đóng vai chánh. Còn tất cả mọi người nếu nói đúng ra đó, chúng ta đều cũng phải là những người trụ trì hết. Thí dụ một trong chùa đó có 50 người thì phải trụ ở đó và giữ ở đó. Mình ở đâu mình không lo mình giữ, mình đến mình không có lo gìn giữ thì nó sẽ trở thành ra mai một. Cho nên có một Phật tử mới viết nè: con xin thầy cho lời khuyên nào cho các Phật tử đến chùa làm Phật sự. Con nghe các Phật tử thường nói đến chùa nghe chuông thì buông, nghe mõ thì bỏ. Quý vị biết biết cái này không? Biết cái bài hát này không? Cái bài này, cái bài đó là sao? Cái bài hát bắt đầu sao quên rồi. Vào cành chùa nghe tiếng chuông nhắc mình buông, nghe tiếng mõ nhắc mình bỏ, bỏ buông bon bon. Vào cành chùa nghe tiếng chuông nhắc mình buông, nghe tiếng mõ nhắc mình bỏ, chuông bỏ bỏ buông. Chuông là buông, mõ là bỏ. Nhưng mà giờ mình buông chưa? Mình bỏ chưa? Vậy thì bây giờ mình buông cái gì, bỏ cái gì? Không phải là mình buông của cải, không phải là mình bỏ của cải, là mình buông cái bản ngã, bỏ cái sân si. Sở dĩ mà chúng ta còn tranh chấp,
còn lấn cấn với nhau là bởi vì chúng ta chưa có bỏ cái ngã của mình, chưa có buông được cái ngã. Ngã là gì? Cái tôi. Tôi hay, tôi giỏi, tôi tài, tôi đủ thứ cái tôi, mà cái tôi đó nó không thật. Pháp Hòa ví dụ nha, ví dụ bây giờ Pháp Hòa không biết làm bánh xèo thì có dám xưng tôi với ai không? Ta đây không dám. Thành thử rốt cuộc cái bánh xèo nó build up cái ngã là tôi đổ bánh xèo ngon nhất, nấu được nồi chè hay, cái tôi nấu chè hay nhất. Thành thử rốt cuộc là chè xôi bánh trái, nó build up một cái ngã thật lớn. Quý vị hiểu ý không? Thành thử sở dĩ mình đến á, mình phải buông cái ngã, mình bỏ, vì mình còn ngã cho nên ai hơn mình chút, mình làm gì? Tuổi tỵ trước khi tuổi thân. Thường thường mình nói không ai thương tôi hết, không ai để ý tới tôi hết, tôi tuổi thân quá. Nhưng mà thường thường tuổi thân tới tuổi tỵ. Tuổi tỵ là cái gì? Ganh tỵ. Vừa thân tuổi thân tới tuổi tỵ. Nhưng mà đôi lúc chưa kịp tuổi thân cái tuổi tỵ trước rồi. Thấy ai hay hơn mình, thấy ai hay hơn mình, giỏi hơn mình, cái tuổi tỵ nó sanh. Không? Đôi khi á tự ái. Vì sao? Vì mình có cái ngã. Có cái ngã mới tự ái. Tự ái là gì? Mình tự mình yêu cái bản ngã của mình. Ai quên mình, tiếng Mỹ nó không, ai không có recognize mình. Thấy không? Ai không có nhận diện ra những cái thành tích của mình là mình buồn lắm. Vì vậy cho nên đôi lúc á, không ai nói gì tới mình cái sao? Mình tự ái, mình buồn. Và chính khi mình buông như vậy đó, không phải là mình buông cái sân si, mà mình buông cái công việc mình đang làm, rồi thì đáng lý mình buông cái tự ái, bỏ cái bản ngã, bỏ cái tự ái đó, để mình có được một cái việc làm tốt hơn, là mình duy trì, mình hộ trì, mình hộ trì cho tất cả quý thầy, quý sư cô trong cái công việc gì? Trong cái việc Phật sự. Việc Phật sự đâu phải chuyện của người tu, các vị xuất gia không? Phật sự là việc của chúng ta. Việc Phật sự là việc của chúng ta. Ví dụ hôm nay Pháp Hòa đến, Pháp Hòa pháp thoại, đó là Phật sự của Pháp Hòa, là đi nói pháp. Rồi bây giờ Phật tử ta về đông quá thì mình phải lo cho ta miếng cơm miếng cháo ta ăn. Thì mỗi người cũng có cái Phật sự của mình. Người thì bắt bàn, người kéo ghế, người nấu ăn, ai cũng làm Phật sự hết. Chứ quý vị đừng nghĩ rằng Phật sự là khi nào chúng ta thuyết pháp giảng kinh không. Mà tất cả những gì có lợi cho đạo tràng mà chúng ta làm đều là Phật sự. Mà đã là Phật sự thì không mang bất cứ một cái khác vô. Ma mà xen vô là thành ma sự. Mà Phật sự là sự việc của những người con Phật. Mà muốn có Phật sự thì phải có Phật tâm. Phải không? Có Phật lực. Nhờ Phật lực gia hộ cho mình. Giữ được cái tâm Phật, có được cái lực Phật bảo hộ cho mình, cho mình làm Phật sự trôi chảy. Thì bây giờ á, khi người ta thường nói ở trong chùa, chùa chùa Phật giáo Bắc truyền á, là có cái chuông cái mõ, phải không? Thì các vị mới lấy cái âm đó để nói lên cái ý nghĩa thôi. Chuông là buông, phải không? Mõ là bỏ. Hay là bon chuông á, chuông chùa nó ngân vậy, bon buông buông, không? Còn bên này dám nói cốc bóc lắm ạ. Chứ bên này buông bên kia bóc. Trong Phật giáo á, tiếng chuông nó đại diện cho một cái gì đó thức tỉnh con người. Quý vị thấy ở nơi nào mà tự có cái sự mà ồn ào, cái sự chấp trước khổ đau, người ta hay lấy tiếng chuông làm biểu tượng. Cho nên thơ văn, thấy không, người ta cũng đều lấy cái tiếng chuông. Ví dụ như bài thơ Nhớ Chùa của Hòa Thượng Mạn Giác: chuông vẳng nơi nào nhớ lạ lùng, ra đi ai chẳng nhớ chùa chung, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Đó là bốn câu thơ kết của bài thơ Nhớ Chùa khi Hòa Thượng còn đi học ở bên Nhật.
Hòa thượng làm bài thơ nhớ chùa. Và bài thơ đó bắt đầu bằng những cái câu: từ thuở ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhọc chuyện hơn thua, trong tôi bừng dậy niềm chua xót, xao xuyến mơ về cảnh tượng xưa. Thấp thoáng đâu đây cảnh tượng làng, có con đò nhỏ, có con đường nhỏ chạy lang thang. Phải không? Ra lứa ra. Rồi ông một thi sĩ nữa, hình như là thi sĩ Bùi Giám: quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Sớm đêm sớm tối trăng rằm, chỉ thanh đạm thế, chỉ âm thầm thế tôi. Mai này tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng bỏ gió, chao ôi bỏ chùa. Thì nói chung là những cái lời, những cái hình ảnh của ngôi chùa, những cái tiếng chuông của trong chùa đều là biểu tượng, đều là biểu tượng cho cái sự nhắc nhở chúng ta trở về trên con đường tu niệm. Vì vậy cho nên cái câu hỏi này á là một câu hỏi rất là thiết thực, nhưng mà nó là một cái gì mà chúng ta ai cũng biết nhưng mà làm được. Ai cũng biết là bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, nhưng mà hình như mình làm được. Chạm tới mình là mình sẵn sàng, mình buông buông bỏ cái công cộng, cái sự việc chung, mà chúng ta chỉ vì cái riêng tư của mình mà chúng ta bỏ cái chung. Cho nên ở trong cái bài tụng chú Đại Bi á, có một cái câu chữ thần chú tát bà tát bà, quý vị nhớ cái đó không? Nam mô hắc ra đắc na đa ra dạ gia, nam mô a rị gia bà lô kiết đế. Trong đó có một câu là tát bà tát bà, mới tới mara mara. Thì cái chữ tát bà đó dịch nghĩa là gì? Vì việc lớn đừng vì việc nhỏ. Vì thì cái bài chú Đại Bi là một pháp tu, chú Đại Bi là một pháp tu, từng câu trong đó là đều là những câu để hướng dẫn chúng ta trở về cái sự tu hành. Ai cũng biết, ai cũng biết là đến chùa là đừng có sân si, đừng có phiền não, ai cũng nói. Nhưng mà chính chúng ta làm không được, cho nên chúng ta chưa thực hiện được trọn nghĩa của cái người đệ tử Phật là gì? Đó là làm một người tu sĩ. Chúng ta là một cái người có cái tên mà chưa có cái chất. Cho nên mình quy y để làm Phật tử. Mình quy y để làm Phật tử, mà Phật tử này là Phật tử có sự tu hành. Một vị tín đồ trong đạo Phật khác với những tín đồ khác là chỉ cần có đức tin. Phật giáo không chỉ có đức tin không, mà sau cái đức tin là một sự tu tập chuyển hóa để anh trở thành một tín đồ đúng nghĩa. Vì một tín đồ của Phật giáo là phải biết tu tập. Mình trở về, mình làm một người Phật tử. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, quý vị đi vô trong trường, chúng ta đi vào trường học, chúng ta được có cái danh là học sinh của trường đó, nổi tiếng lắm. Nhưng mà tới hồi đi ra cái gì cũng biết hết, thì mang tiếng trường chết. Người nào được vào trong trường học mà ra rồi là nhất định người đó phải có cái nền tảng của sự học hành. Thì cũng vậy đó, một người Phật tử, chúng ta không phải chỉ là một tín đồ Phật giáo trên cái danh nghĩa, mà chúng ta phải có thực chất của một người, một cái người tín đồ. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, thí dụ bây giờ quý vị nhìn một thầy, một sư cô có cái dáng tu, nhưng mà quý vị sẽ thương quý, kính trọng một vị thầy tu mà có chất lượng. Ví dụ thầy tu đó, thầy có cái tướng tu vậy thôi, có cái bóng dáng là cạo đầu mặc áo, nhưng mà đi đứng không oai nghi, nói năng không từ tốn, kinh kệ không biết, giáo pháp không rành, quý vị đâu có kính nể gì gì đó. Thật tâm là cái đó bình thường thôi. Cho nên là người ta thường nhắc, khi mình đi tu, mình là một người xuất gia, thì chư tổ hay là thầy tổ mình thường nhắc, mình không chỉ đừng làm một cái hình tướng, mà mình phải có một cái chất lượng. Cái chất lượng của một cái người xuất gia là mình đi đứng như thế nào,
mình nói năng như thế nào, mình tu tập như thế nào để người ta nhìn vào mình, người ta thân cận với mình, người ta nhận ra, người ta tiếp nhận được cái năng lượng tu tập của mình. Ngược lại cũng thế. Bây giờ quý vị nghe cái người đó là một người học giỏi, hay là cái người đó là cái người buôn bán tốt, làm ăn khá, mình tới mình nói chuyện với họ mà mình thấy hình như cái người này làm ăn sao mình nghi ngờ quá, họ không có rành cái cách làm ăn, tự nhiên mình nghi ngờ về cái danh nghĩa làm ăn của họ, cũng như thế thôi. Cho nên cái này nó không phải là một cái chuyện mới, là cái chuyện nó cũ rích, nhưng mà chúng ta làm chưa được, cho nên trong nội bộ của chúng ta thỉnh thoảng có những cái vấn đề nó xảy ra, làm cho cái đạo tràng nó yếu đi, làm cho cái ngôi chùa nó yếu đi, là bởi vì có nội bộ không vững. Nội bộ không vững là vì những người nòng cốt lo việc với nhau, họ không còn kính trọng nhau, không có cái sự nể cả nhau, mà họ đến họ có những cái cách sống đối xử với nhau như người đời, như thế gian.